Rồi ở phần tiếp theo chúng ta sẽ chơi thử một số game ở trên Shopee app xem như nào. Thì mình thấy đó ít nhất là sẽ có 3 game, đó chính là Siêu Lắc Su này và có cả game Ẩn Tù Tì, chơi thử Ẩn Tù Tì xem như nào. Rồi, các bạn hãy vào phần săn su mỗi ngày này. Đó. Rồi, ở cái phần Shopee game các bạn sẽ thấy có cái banner hình linh vật của Shopee ở đây. Thì sẽ có đây. Đây có cái chơi kéo ba búa này, chơi thử xem như thế nào. Cái này thì mỗi ngày thì các bạn sẽ có một lượt free, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 đến 14 tháng 11, như vậy còn khoảng 3 ngày nữa. Các bạn vào chơi ngay này. Cái trò chơi này nguyên tắc hết sức đơn giản thôi, thì nó sẽ có 3 tùy chọn, nó là đấm, lá, kéo. Các bạn chỉ cần thắng với cái con linh vật ở đây thì các bạn sẽ được 100 xu và mỗi ngày chúng ta chỉ được chơi free một lần thôi nhá. Đấy gọi nhạc này. Ví dụ hôm nay em chắc mình chơi thử lá đi. Như vậy là hòa nhau. Hòa nhau rồi. Ở đây mình sẽ thử xem một cái ác khác nhá, chơi thử xem như nào. Rồi. Cái này chỉ là chơi vui thôi. Các bạn vào lại cái mục game này. Đó, mình vào cái phần Shopee game. Các bạn kéo xuống dưới. Đây là những cái chơi mà free nên hoàn toàn không mất xu nhá. Mà như là Shopee có cả mã hoàn xu nữa cơ. Để nhiều chương trình lắm. Đây, các bạn chơi thử một kèo nữa xem như nào. Chơi ngay này. Đúng rồi, đấy là chọn lá rồi không? Này mình sẽ chọn đấm. Lại hoa. Ảo vậy. Ảo vậy. Rồi, giờ mình chơi tiếp nhá. Vừa thắng rồi này, chơi tiếp. Ôi, lại thắng được 200 xu nữa rồi này. Chơi tiếp nào. Đấm lá kéo, chơi thử kéo đi. Thua rồi. Như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 lượt chơi free các bạn ạ. Rồi, mình quay lại với cái ác kia. Lúc nãy đang chơi thử hạn này. Rồi chúng ta chơi tiếp. Đấm lá kéo, đấm lá kéo. Đấm đi. Ui, thua rồi. Thua rồi. Đây là thể lệ chi tiết về cái trò chơi này, thì mỗi ngày chúng ta sẽ được một lượt chơi miễn phí và các cái lượt chơi tiếp theo thì sẽ mất khoảng 300 xu các bạn nhá. Như vậy mình vừa tốn khoảng hết cũng phải 1.000 xu rồi, nhưng mà cũng chỉ để quay vui thôi. Rồi, đó là cái chơi kéo ba búa này, hết sức là đơn giản và dễ dàng. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến với game chém giá ở trên Lazada. Chém giá này chỉ có thể chơi được trên app thôi các bạn nhé. Đây các bạn hãy đi vào khởi dụng ứng dụng app Lazada lên thì có thể thấy ngay cái phần chém giá nó ở bên góc tay trái các bạn đây này. Đó, chém giá đó. Cái này chỉ nhìn thấy ở trên app thôi. Rồi, chơi thử chém giá xem nào. Cái này thì trước mình có hướng dẫn cách chơi chém giá rồi, mình sẽ không nói lại nữa. Đây cũng có rất nhiều các sản phẩm đang chém đây. Ví dụ như là mình thấy những cái này nó ra nó khá là chát. Chém gì cái này? Tivi 4 triệu chứ không phải chém. Đồng hồ. Ủa, cái đồng hồ này có 99k trên Shopee mà. Trời ơi, chém thì cũng phải cái gì rẻ rẻ, nhưng mà chém cái giá nó còn cao hơn thì chém mà tách gì. Ồ, không thấy một cái gì rẻ mà chém được ạ. Trời ơi, công nhận Lazada đợt này tệ một cách kinh khủng luôn. Đẩy giá cao này thì ai ta chém. Trời, muốn chém nhưng mà giá nó không có rẻ đâu. Không đồng này, có cái không đồng thì người ta chém hết rồi. Không có cái gì mà mua. Trời ơi, không có một cái gì mà có thể mua được chứ đừng nói mình chém ở thời điểm này. Không có gì mình chọn được luôn các bạn. Nhìn thấy chán đấy. Họ chém thử đôi giày này xem. Mình chắc phải đi cỡ 41 nhưng mà giày xác nhận xem.
như vậy là phải kích hoạt bằng số điện thoại mới chém được nha. Theo một số thông tin nóng được thì do cái chém giá này anh em dùng tool nhiều quá nên là Lazada nó phải fix có xác thực bằng OTP bằng cái mã điện thoại. Rồi, chém thử xem nào. Thực ra Việt Nam mình khó lắm, ta dùng tool thôi. Đây, thử chém xem có chém được không. Như vậy để mua được cái đôi giày với giá là 99 như này mình sẽ cần phải 5 lượt chém nữa. Hy vọng rằng sẽ có 5 người xem clip này cũng vào chém cái này. Rồi. Rồi như vậy chúng ta đã vừa lướt qua các cái sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada. Và một cái nhận xét của chung của mình là ngày Super Sale Day ngày 11 tháng 11 năm nay thì có vẻ như là khá trầm lắng so với ngày lễ trước đó là ngày 9 tháng 9. Ngày 11 tháng 11 thì được coi là một trong những ngày gọi là Super Sale lớn nhất năm của tất cả các sàn thương mại điện tử như là Lazada sẽ đổi là Shopee. Và hy vọng rằng trong tháng 12 tới thì cũng sẽ có một ngày mua sắm nữa là ngày 12 tháng 2. Thì hy vọng rằng các bên sẽ có nhiều cái chương trình ưu đãi tốt hơn về mã giảm giá, về khuyến mại để cho những người mua hàng như chúng ta thì có cơ hội mua được những cái sản phẩm giá rẻ. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip, và nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.